Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn, chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Mão Quang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc, ngày Kỷ Tỵ tức chi sinh can, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Đại Lâm Mộc, Kỷ Tuổi, Quý Hợi, Đinh Hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Hợi, Đinh Hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể dễ giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tự Khí, Quan Phú, xấu mọi việc, sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Tội Chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng, sao Đi Sàng, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 14 tháng Chạp năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Đông Bắc, tài thần, hướng Chính Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp, Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn khó bề được yên ổn khi với bạn đang có vận tiểu nhân điều bám và mọi thứ có thể không diễn ra đúng như những gì mà bạn đã mong muốn ở thời điểm này. Và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra nhé. Đặc biệt đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, bạn cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tiền kiếm được chẳng dễ dàng gì, cho nên bạn chỉ cần chủ quan sẽ rất dễ đánh mất đi một số tiền đáng kể, như vậy sẽ rất đáng tiếc cho bạn nữa nhé. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có điềm báo gặp nhiều trục trặc. Có lẽ chính vì quá mải mê với công việc, cho nên bản mệnh tuổi Tý không còn thời gian để quan tâm chăm sóc cho gia đình của mình. Và đây là nguyên nhân khiến cho khoảng cách giữa vợ chồng, đôi lứa cứ xa cách dần hơn và lâu dài sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai dễ bể đổ vỡ nữa.
Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tiểu nhân quấy phá làm cho vận trình bấp bênh, khó mà được yên ổn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mọi thứ có thể không diễn ra như đúng gì bạn mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo gặp nhiều trục trặc. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022, xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này thúc đẩy mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang diễn ra được tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà với bạn tuổi Sửu có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và công việc của bạn sẽ thêm phần khởi sắc hơn và được cất nhắc lên vị trí tốt hơn, được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này cũng đang có được những dấu hiệu thăng tiến, mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Lại thêm, trong ngày đang có được thực thần đỏ mệnh cũng sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu khá nhiều trong chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Nhờ thế mà với bạn tuổi Sửu, tiền bạc thu về đầy tay, chẳng phải lo lắng quá nhiều khi kinh doanh với bạn vẫn được thuận buồm xuôi gió. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng đang rất tốt đẹp. Vợ chồng luôn yêu thương và thông cảm cho nhau với những khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu dần thăng hoa, hai bạn luôn trân trọng đối phương và nỗ lực giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ xã giao của bạn diễn ra được hài hòa, tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có được cơ hội gặp được quý nhân, công việc của bạn có nhiều khởi sắc rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn được cất nhắc và được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tài lộc có chiều hướng tăng lên, mở rộng quy mô, thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng có được sự thăng hoa, nỗ lực giữ gìn hạnh phúc gia đình mà mình đang có. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022, xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi Dần dễ gặp phải những chuyện không được may mắn khi chuyện tình cảm của bạn có sự bất thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn, hai bên đều đánh mất đi bình tĩnh, cho nên dễ nói lời tổn thương cho đối phương nữa. Và với bạn tuổi Dần trong ngày này, cuộc sống gia đình có sự căng thẳng, đầy rẫy những bất cập, cả hai đều trốn tránh, không dám đối diện với sự thực, cho nên vấn đề cứ mãi chẳng được giải quyết và cuối cùng như một cái gai ở trong lòng lâu ngày, dù bạn hay là nửa kia đều chẳng cảm thấy yên ổn và dễ chịu chút nào nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, bù lại cái vận trình của bạn trong ngày hôm nay, con đường công danh sự nghiệp của bạn lại có được sự vượng sắc. Ngày này với bạn tuổi Dần cần nỗ lực nhiều hơn để phát huy nỗ lực của mình, đừng có ngại ngần thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, dù không thành công nhưng bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu cho mình. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, vận trình kiếm sắc
dễ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, chuyện tình cảm bất thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, cuộc sống gia đình căng thẳng, đầy rẫy những bất cập. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, vợ chồng trốn tránh vấn đề nảy sinh, khiến cho mâu thuẫn chẳng thể nào xóa bỏ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, con đường công danh sự nghiệp được vượng sắc, bạn cần nỗ lực hơn để phát huy nội lực của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 64, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão trải qua một ngày vô cùng là tuyệt vời. Với bạn tuổi Mão, ngày hôm nay sẽ trao cho bản mệnh có được nhiều cơ hội để phát huy năng lực của bản thân mình và chứng minh được khả năng của mình. Có thể trong quá trình thực hiện, bạn sẽ bị một số trở ngại cản đường, nhưng nếu có thể vượt qua được thì chắc chắn bạn sẽ thành công vang dội nữa luôn. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này rất có lợi cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mão, bạn mệnh cảm thấy mình thật may mắn khi có được người thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe bạn khi bạn vướng phải tình huống khó khăn và trở ngại. Và với bạn tuổi Mão, bạn vốn là người sống thiên về tình cảm, cho nên có được điều này với bạn cảm thấy rất đáng quý và rất đáng trân trọng người nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng chạp năm Tân Sửu, ngày này là ngày nguyệt kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi Mão, nên tránh những công việc như là xây dựng về nhà cửa, chôn cất, cưới gả, xuất hành hay là đi thuyền hay là ký kết những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay để tránh vướng phải những chuyện không hay xảy đến với mình. Và ngày này, theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày 14 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thụ dương minh đại tràng. Vì vậy, bạn cũng cần phải tránh làm mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy được trao cho nhiều cơ hội để phát huy năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nếu có thể vượt qua được khó khăn thì chắc chắn bạn sẽ thành công vang dội. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm phát triển được thuận lợi, nhân duyên tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, may mắn khi có được người thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 69, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang có điềm báo, trong ngày hôm nay vận trình của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Khi với bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý để có thể đương đầu với không ít sóng gió xảy ra trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp phải hung thần là thương quan chiếu mệnh. Trong công việc, với bạn tuổi Thìn sẽ gặp phải những điều rắc rối, phiền phức không thể ngờ được và chuyện tưởng chừng như đã thành, còn chỉ cách thành công một bước nữa thôi, nhưng kẻ tiểu nhân nhúng tay vào, cản trở cho nên cuối cùng lại đổ sông, đổ bể, tan thành bọt biển nữa nhé. Và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng cần phải hết sức thận trọng khi trong ngày hôm nay rất dễ làm cho bạn rơi vào cảnh làm ăn bị thất thoát, hao tài, tốn của. Nhất là bạn mệnh không nên ký kết những hợp đồng vào ngày có vận khí sa sút, bạn hãy chờ thời điểm khác thích hợp hơn với mình nhé.
Bù lại, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho Thọ Vượng. Cái điều này sẽ tạo cho bản mệnh có được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thầm thương trọn mến bấy lâu. Bản mệnh tuổi Thìn có thể chấm dứt được tình trạng yêu đơn phương của mình nếu như bạn mạnh dạn tiến tới thể hiện cảm xúc chân thật của mình nữa với một nửa của mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, đương đầu với những khó khăn, sóng gió. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có thể gặp phải những điều rắc rối, phiền phức trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân nhúng tay vào, phá rối khiến cho vận trình của bạn không được tốt. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đối với những người làm kinh doanh, đầu tư cần phải hết sức đầu tư về tiền bạc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thầm thương trọn mến. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 76, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang chịu tác động từ hung thần là kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn đang có điểm báo, có nguy cơ hao hụt một khoản tiền khá lớn. Và tiền bạc với bạn tuổi Tỵ nếu không cẩn thận sẽ kéo nhau mà đi hết. Và điều này cảnh báo cho bạn cần phải thận trọng hơn trong những quyết định liên quan tới vấn đề về tài chính ngày hôm nay. Và trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, rủi ro ập đến, nhưng với bạn vốn không có bất cứ sự chuẩn bị cho những tình huống bất trắc xảy ra, cho nên bạn loay hoay không biết phải làm sao để giải quyết tình huống hiện tại. Và có thể bản mệnh sẽ cần phải vay mượn về tiền bạc khá nhiều để thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại như bây giờ nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, và đây là thời điểm bạn thực sự cần phải kiềm chế sự nóng nảy của mình lại. Với những quyết định vội vàng dễ khiến cho bạn cảm thấy hối hận về sau này, tốt nhất là bạn nên nhờ tới sự giúp đỡ của một người đáng tin cậy để ghìm bạn lại những lúc không kiểm soát được bản thân mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc có nguy cơ bị hao hụt một khoản tiền khá lớn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ cần phải thận trọng hơn trong những quyết định liên quan tới vấn đề về tài chính. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc loay hoay tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim có thể cần phải vay mượn một số tiền khá lớn để thoát khỏi nghịch cảnh hiện nay. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên kiềm chế sự nóng nảy, tránh đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu đi sự chính xác. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 94, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã giao của mình ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Ngọ sẽ tạo được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, đặc biệt là bạn có thể gặp được đối tác chung ý, chung hướng với mình trong ngày hôm nay, và đôi bên sẽ đạt được sự thống nhất trong các kế hoạch về hợp tác. Việc ký kết hợp đồng cũng diễn ra hết sức thuận lợi với bạn nữa. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày này lại không được thuận lợi như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có tỵ kim án ngữ. Với bạn tuổi Ngọ đang có xu hướng trở nên cứng nhắc và cố chấp, không chịu thấu hiểu và cảm thông cho đối phương, chỉ nhất nhất làm theo điều mà mình mong muốn mà thôi. Và bạn tuổi Ngọ đang khiến cho nửa kia vô cùng thất vọng với cách cư xử vô lý của mình nữa rồi đó.
Và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có họa khí vượng, cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm, và với bạn tuổi Ngọ đang cảm thấy nóng ở trong người, ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày và công việc. Bạn cũng nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất với bạn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã giao với mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy dễ tạo được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa có thể gặp được đối tác chung chí hướng, hợp tác làm ăn được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ có xu hướng trở nên cố chấp, không chịu thấu hiểu cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ hơn để cải thiện về sức khỏe hiện tại. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn. Với bạn tuổi Mùi đang đón nhận nhiều nguồn về tiền bạc sẽ kéo đến, lại thêm với bạn đang có được nguồn vốn tích góp bấy lâu và bạn hiện đã có đủ tiềm lực để theo đuổi mục tiêu về tài chính mà bản thân mình đã đặt ra. Mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn của bạn, không cần phải lo lắng quá nhiều những chuyện không đâu nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mùi trong ngày này, khi tiền bạc đang rủng rỉnh cũng không có nghĩa là bạn có thể tiêu xài quá trớn, và nếu không, dù tiền có kiếm được cả núi cũng sẽ bị thất thoát một cách nhanh chóng, không còn đồng nào. Và bạn tuổi Mùi có thể chia tài khoản của mình thành các khoản nhỏ như là khoản dành để tiêu, khoản dành để tiết kiệm, khoản để đầu tư, có như vậy sẽ tránh được những thất thoát không đáng có xảy ra với mình. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ vượng, cái điều này cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có những khởi sắc tích cực. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia đã hóa giải được hầu hết những hiểu lầm trước đó và đôi lứa tìm được tiếng nói chung, thậm chí trải qua bao nhiêu sóng gió, hai bạn lại càng thêm hiểu được vị trí ở trong lòng của đối phương và trong tim của mình, sẽ làm hết sức để bảo vệ tình yêu mà mình đang có nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tiền bạc được dồi dào, có đủ tiềm lực để cho bạn theo đuổi mục tiêu về tài chính. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, mọi chuyện diễn ra theo đúng như bạn mong muốn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên học cách tiết kiệm, chớ nên tiêu xài hoang phí. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có thể chia tiền bạc của mình thành nhiều khoản nhỏ để dễ dàng quản lý. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình cảm có khởi sắc tích cực, hóa giải được những hiềm khích mâu thuẫn trước đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 69, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân, đây là các thần chia chở cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay để cho bản mệnh có thể tìm ra những tia hy vọng mới trong việc hợp tác làm ăn với mình. Ngày này với bạn tuổi Thân đang có được vận quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn gặp được đúng người hợp tác làm ăn phù hợp, nhanh chóng sinh lợi nhuận về cho bạn nhé. Và trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương cũng sẽ gặp được nhiều may mắn khi có được chính tài chiếu mệnh. Với bạn, ngày tay trái đã phát huy được nhiều tác dụng, mang lại cho bạn có nhiều nguồn thu, không cần phải cân nhắc lên xuống quá nhiều trong những vấn đề về tài chính. Bạn thoải mái mua sắm trong việc chi tiêu cho bản thân và cho gia đình nữa nhé.
Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn chẳng được thuận lợi như ý muốn. Mối quan hệ giữa hai bạn có thể gặp phải những bất đồng và phản đối từ phía người thân của hai bên. Hai bạn có nhiều thử thách cần phải vượt qua nếu như muốn được sống hạnh phúc ở bên nhau. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy tìm ra những tia hy vọng mới cho việc hợp tác làm ăn được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có được vận quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho bạn, giúp cho bạn tìm được đối tác phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, người làm công ăn lương có được một ngày thuận lợi khi ngày tay trái có thêm nguồn thu nhập với mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc không cần phải cân nhắc quá nhiều trong những vấn đề liên quan tới tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, mối quan hệ của đôi lứa có thể vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 82, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay gặp khá nhiều may mắn từ con đường tình duyên cho tới phương diện về tài lộc. Với bạn tuổi Dậu đang có được các thần xuất hiện dẫn đường chỉ lối cho bạn, con đường tình duyên nhờ thế mà cũng được hanh thông suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Đôi trái tim cùng hướng về một hướng, khúc mắc nào cũng sẽ sớm được hóa giải. Và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, hãy nhìn xa hơn về tương lai của mình. Đừng có chôn chặt trái tim mình trong những nỗi buồn trong quá khứ. Ai cũng có những vết thương lòng không thể nói ra. Nhưng đừng để cho những chuyện đó khiến cho trái tim của mình chai lì mà từ chối hạnh phúc đến với mình nhé. Ngày này, với bạn tuổi Dậu, bạn còn được các thần là thiên tài trợ vận. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được vận may về tiền bạc ào ào kéo đến như nước. Bạn mệnh tuổi Dậu dù làm nghề kinh doanh, buôn bán hay là làm ở văn phòng thì trong ngày hôm nay đều có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên được hanh thông suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, khi trái tim cùng nhìn về một hướng, khúc mắc nào cũng được hóa giải. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, hãy nhìn xa hơn về tương lai của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có được các thần che chở, con đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đối với những bạn kinh doanh hay là bạn làm ở văn phòng trong ngày hôm nay đều có tài chính rủng rỉnh. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 70, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho mối quan hệ của bạn tuổi Tuất với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay trở nên căng thẳng hơn vì những quan điểm bất đồng với nhau. Và nếu như bạn tuổi Tuất không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, bạn có thể gây ra những hành động sốc nổi ảnh hưởng tới tương lai của mình về sau này nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đó, ngày này bạn lại đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh lại rất có lợi cho chuyện tình cảm của bạn mệnh. Đối với những bạn đang còn độc thân, cần phải tăng cường giao lưu, gặp gỡ, năng nổ tham gia các buổi tụ họp với bạn bè, nhất định sẽ có đối tượng ưng ý với bạn để ngỏ lời. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày này, đối với những người đang yêu cũng có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ hiện tại. Người đã lập gia đình rồi thì nên đội giũa cho tình cảm vợ chồng thêm phần đồng nồng thắm, nồng nhiệt hơn nữa. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 14 tháng chạp năm Tân Sửu. Ngày này theo hại thượng lãn ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy với bạn tuổi Tuất
nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày nguyệt kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Vì vậy với bà tuổi Tuất, hạn chế làm những công việc trọng đại như thế là cưới gã, xây cất về nhà cửa để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quýt cho bà tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ vợ chồng, đồng nghiệp trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tránh gây ra những hành động sốc nổi, ảnh hưởng tới tương lai của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm tiến triển được thuận lợi. Đối với những bạn đang còn độc thân, cần phải tăng cường giao lưu, gặp gỡ với bạn bè. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, người đang yêu có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, người đã lập gia đình rồi, nên đổi gió cho tình cảm vợ chồng thêm phần nồng nhiệt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, người tuổi Ngọ, người tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo trong ngày hôm nay có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn, tranh cãi trong mối quan hệ gia đình. Với những bất đồng này có thể đã tồn tại từ trước đó lâu rồi, nhưng mọi người luôn tìm cách tránh né nó. Mọi người đều có lý riêng của mình, không ai chịu ai, nên cuối cùng chẳng giải quyết được việc gì, càng lúc càng trở nên bế tắc. Hơn nữa, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, bạn đang thiếu đi sự khéo léo và linh hoạt để dung hòa mối quan hệ với mọi người. Với những mâu thuẫn ban đầu dù là rất nhỏ nhặt nhưng càng ngày càng trở nên căng thẳng, sự dồn nén lâu ngày sẽ khiến cho mọi người, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này lại càng thêm căng thẳng, khó khăn hơn với bạn trong ngày hôm nay. Khi bạn mệnh, dễ vướng phải những rắc rối ở chốn quan trường. Với bạn tuổi Hợi, tốt nhất là bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy, giữ thái độ khiêm tốn để tránh mâu thuẫn, xô xát với những người khác. Trước khi nêu ra quan điểm của bản thân, bạn cần phải chú ý tới hoàn cảnh trước khi phát ngôn nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, quan hệ gia đình tồn tại nhiều mâu thuẫn, tranh cãi lin min. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, không khí gia đình trở nên căng thẳng vì những bất đồng tiềm ẩn đã lâu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, cần phải rèn luyện sự khéo léo và linh hoạt để dung hòa mối quan hệ với mọi người. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, mâu thuẫn nhỏ nhặt để càng lâu càng dồn nén sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có thể vướng phải những rắc rối ở chốn quan trường nên giữ thái độ khiêm tốn sẽ tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 59, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.